Kinh ngạc cụ bà 90 tuổi thành huấn luyện viên thể hình chỉ vì bị trồng chê. Hầu hết những người ở tuổi 90 không thể đi bộ, chưa nói đến việc tập thể dục. Nhưng cụ bà người Nhật Bản Takishima Mika, 90 tuổi, là một trường hợp ngoại lệ. Bà không chỉ thực hiện các bài tập thể dục hàng ngày đơn giản mà còn là một huấn luyện viên thể hình tại một phòng tập. Bà Takishima Mika, biệt danh Takimika, là minh chứng xác thực cho câu nói tuổi tác chỉ là con số. Dù cho đã bước sang tuổi 90 vào ngày 15 tháng 1 năm nay, bà Takimika có vẻ còn năng động và có vóc dáng săn chắc hơn cả nhiều người trẻ ở tuổi 20. Bà được xem là huấn luyện viên thể hình cao tuổi nhất ở Nhật Bản và trở thành người nổi tiếng ở quốc gia châu Á này vì hình thể tuyệt vời, năng lượng tích cực và nụ cười truyền cảm hứng của bà. 15 năm trước, Takishima Mika là người nội trợ toàn thời gian và chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tập thể dục, nhưng lời nhận xét của chồng đã thay đổi suy nghĩ của bà. Bà Takishima Mika cho biết, thời điểm đó, điểm đó bà không chỉ mập mà còn có kích thước ống quần gấp đôi bây giờ. Tôi ngoan cố không chịu thừa nhận mình thừa cân. Một ngày nọ chồng nhận xét về cân nặng của tôi, lúc đó tôi quyết định mình cần đến phòng tập thể dục. Người phụ nữ 90 tuổi nói, cả đời làm nội trợ nên bà chưa từng tập thể dục. Khi tập, bà lập tức say mê và giảm 15 cân trong 5 năm sau đó. Mặc dù đã đạt được mục tiêu ban đầu là giảm 15 cân sau 5 năm, bà Takimika vẫn tiếp tục tập luyện vì tình yêu thể dục giúp bà đặt ra những thử thách mới cho bản thân. Tôi chỉ tập thể hình vì tôi muốn giảm cân, tuy nhiên khi tôi đã làm điều đó, tôi quyết định muốn có một vòng mông săn chắc đẹp như người phụ nữ Brazil. Sau đó khi tôi đã đạt được điều đó, tôi quyết định tôi muốn có một đôi vai rộng và một vòng eo hẹp. Điều tiếp theo tôi biết, tôi đang dạy các lớp thể dục nhịp điệu, tôi chưa bao giờ mơ cuộc đời mình sẽ diễn ra như thế này, Takimika nói. Nhìn thấy thái độ tích cực trong phòng tập thể dục và niềm đam mê tập thể dục của bà ấy, Nakasawa Tomoharu, huấn luyện viên của Takeshima hữu phòng tập thể dục Power Aging, đã động viên Takimika trở thành một huấn luyện viên thể thao. Mỗi cm trên cơ thể Takishima đều toát lên tình yêu tập luyện. Bà ấy cũng là một diễn giả tuyệt vời. Càng làm việc với bà ấy, tôi càng cảm thấy thật lãng phí nếu để bà ấy đến đây chỉ với tư cách là một học trò. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích Takishima nhận vai trò huấn luyện viên thể dục. Ban đầu Takishima đã từ chối, nhưng thành tích của bà ấy đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi, Nakasawa nói. Mặc dù Takimika chỉ có thể tổ chức các lớp tập thể dục của mình trong phòng tập thể dục mỗi tuần một lần vì đại dịch Covid-19, nhưng bà ấy vẫn đảm bảo giữ dáng bằng cách tuân thủ lịch tập luyện và chế độ ăn uống thông thường của mình. Takishima 90 tuổi, thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ đêm và thức dậy lúc 3 giờ sáng, chỉ cần ngủ 4 tiếng. Sau đó bà ấy đi bộ 4 km Tiếp theo là chạy bộ 3 km và đi bộ ngược lại 1 km. Bà ấy ăn sáng thịnh soạn, cân bằng, rồi làm một số việc nhà và thư giãn nhẹ, xem một số chương trình TV, xem một số chương trình TV nhưng không quên giữ cho lưng thẳng hoàn toàn và hóp bụng vào. Takishima ăn một bữa trưa nhẹ vì bà ấy có xu hướng buồn ngủ nếu ăn quá nhiều, sau đó là một buổi tập luyện căng thẳng. Vào buổi tối bà ấy có một bữa tối thịnh soạn cùng với một ly rượu vang. Cho đến khi đi ngủ Takimika sẽ tập các bài tập thể dục do chính người hướng dẫn của bà giao, luyện tập trên máy tính và trau dồi khả năng tiếng Anh của mình. Câu chuyện của Takishima Mika đã khiến nhiều người cao tuổi ở Nhật Bản xúc động, hơn 80.000 người trong số đó là những người trăm tuổi và một số người đã được truyền cảm hứng tập thể dục để cải thiện sức khỏe và phúc lợi nói chung. Hiện tại bà Takishima chỉ dạy mỗi tuần một buổi vì đại dịch Covid-19, tuy nhiên bà vẫn giữ dáng bằng cách tuân thủ lịch tập luyện và chế độ ăn uống tại thời điểm này bà thậm chí không coi tập thể dục là thói quen để giữ gìn sức khỏe mà là điều đương nhiên như hơi thở huấn luyện viên thể dục lớn tuổi nhất nhật bản cũng đã đặt ra hai mục tiêu mới cho bản thân giúp mọi người đều khỏe mạnh và vẫn là trăm tuổi bà takishima chỉ là một ví dụ điển hình cho việc tuổi tác chỉ là con số trên thực tế có rất nhiều cụ ông cụ bà khác khiến nhiều người phải kinh ngạc Điển hình nhất là một cụ ông người Trung Quốc, dù đã 93 tuổi nhưng ông có ngoại hình vô cùng trẻ trung và dẻo dai. Đó là ông Chen Hua, người rất thích tập thể hình và hoạt động này đã trở thành thói quen hàng ngày của ông. Ông được mệnh danh là cụ ông cơ bắp và rất nổi tiếng ở địa phương. Mỗi ngày từ 3 giờ sáng, ông bắt đầu bài tập kéo dài hàng giờ của mình, bao gồm kéo xà và nhiều bài tập thân trên khác. Điều đó không có gì đặc biệt ngoại trừ việc ông Chen đã 93 tuổi. Chen Hua sinh ra ở tỉnh Quảng Châu, ông đến với các bài tập thể hình khá muộn khi đã bước sang tuổi 70. Tuy nhiên trong suốt 20 năm qua, không gì có thể ngăn cản cụ ông này thực hiện ít nhất 10 lần kéo xa mỗi ngày. Ông cũng cho biết các bài tập cường độ cao đã giúp ông làm chậm quá trình lão hóa. Trước khi trở thành một tín đồ thể hình, ông Chen bán hàng và chưa bao giờ quan tâm đến các môn thể thao, quan tâm đến các môn thể thao vì công việc của ông chiếm khá nhiều thời gian. Tập thể dục là điều chưa bao giờ ông tưởng tượng đến. Con trai và con dâu ông rất ủng hộ sở thích của bố. Nhiều người mến mộ còn thi thoảng xin chụp hình với ông. Ông cũng được huấn luyện viên thể hình cá nhân đánh giá rất cao. Anh cho hay chưa bao giờ thấy những người 70 tuổi thực hiện được những bài tập như ông Chen, chứ chưa nói đến những người 90 tuổi. Một trường hợp khác ở Nhật Bản, cụ ông dù 81 tuổi nhưng cơ bóc cuồn cuộn như Phạm Văn Mách. Ông Toshishuke Kanazawa là bằng chứng sống cho thấy con người ta không bao giờ quá già để luyện tập thể dục và đạt được hình thể mơ ước. Từng là một lực sĩ thể hình nhiều lần đoạt ngôi vô địch khi còn ở tuổi thanh niên, ông Kanazawa đã giải nghệ năm 34 tuổi và bắt đầu để cơ thể tự do thoải mái. Ông ngừng tập luyện hoàn toàn, bắt đầu hút thuốc, uống rượu và ăn bất cứ thứ gì mình thích. Kanazawa vẫn thường nhìn mình trong gương và tự hỏi, liệu đó có phải là cơ thể của một nhà vô địch thể hình quốc gia? Nhưng phải tới năm bước sang tuổi 50, ông Kanazawa mới lấy lại được động lực để tập gym trở lại, với quyết tâm tìm lại vóc dáng mơ ước một thời trai trẻ. Năm đó, vợ ông Kanazawa bắt đầu ốm nhiều. Trong lúc nghĩ cách làm thế nào để vợ thấy khỏe hơn, cựu lực sĩ thể hình nhớ ra rằng bà chưa bao giờ vui mừng hơn là khi ông giành được ngôi vô địch quốc gia. Vì thế để làm vui lòng vợ, Kanazawa quay trở lại phòng tập, nghiêm khắc thay đổi chế độ ăn. Để giảm vòng bụng và trở thành lực sĩ thể hình cao niên xuất sắc nhất Nhật Bản, ông Kanazawa bỏ rượu, thuốc lá và áp dụng chế độ ăn kiêng với gạo lức, đậu nành natto, tương miso trứng gà và thực phẩm chức năng bổ sung đạm nhưng ông không ăn thịt hay cá. Hồi thanh niên, Kanazawa tập gym 6 tiếng hàng ngày và cơ thể ông sẽ hồi phục trong vòng 2 ngày sau khi tập nặng. Còn ở tuổi trung niên, ông cắt thời gian tập xuống 3 tiếng một ngày và cho cơ thể một tuần để hồi phục sau khi tập luyện với tất cả các nhóm cơ. Kanazawa bắt đầu nhận thấy thành quả khổ luyện rất nhanh sau khi thay đổi chế độ ăn và tập luyện. Duy có một động, Duy có một động tác tuổi già mà bộ môn thể hình không thể kiềm chế, đó là làn da nhăn nheo. Vì vậy, ông bắt đầu dùng mỡ từ ngựa từ đó cho đến nay để giúp làn da chắc khỏe. Năm 2016, khi ở tuổi 80, ông Toshisuke Kanazawa đã xếp thứ 6 thế giới trong cuộc thi thể hình dành cho người trên 65 tuổi và giành huy chương vàng đặc biệt cho thí sinh cao tuổi nhất. Ông cho biết sẽ tiếp tục tập thể hình cho đến ít nhất 85 tuổi. Tập luyện thể thao hàng ngày giúp cụ ông tuổi bát tuần khỏe mạnh, thậm chí chưa từng bị cảm kể từ khi bắt đầu tập thể hình trở lại 30 năm trước ông cũng cố gắng tập luyện cẩn trọng để không xảy ra chấn thương. Những cơn đau ở khớp và đầu gối rất hiếm khi xảy ra với ông. Nếu có mục tiêu, tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước. Tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn, ông Kanazawa phát biểu với tờ Asahi. Chuyên mục chuyện lạo đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những thông tin thú vị tiếp theo trong những bản tin của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào.